Minecraft. Nhưng sao nhiều lần con rồng bị mình cho ăn hành thì nó đã kiếm thêm đồng bọn, huy động lực lượng và xây dựng đội quân hùng mạnh ở địa ngục nhằm tấn công và xâm chiếm thế giới. Tuy nhiên các bác dân làng đã sớm biết được âm mưu của con rồng mập nên đã sai mình xuống địa ngục làm nhiệm vụ khó nhằn. Đó chính là đánh phủ đầu con rồng mập và bè lũ tay sai trước khi tụi nó trở nên hùng mạnh. Ui, cánh cổng kết thúc ngày hôm nay sao nhìn lạ dữ vậy ta? Sao mình thấy chuyến đi này lành ít dữ nhiều vậy cả. Nhưng mà không xả thân thì phụ lòng bà con cô bác trong làng lắm. Chẳng hạn như những công cụ và bộ giáp này là do chính tay bác thợ rèn thức trắng nhiều đêm liền để tạo ra cho mình á. Còn những phù phép xịn sò này là do bác thủ thư ủng hộ. Đồ ăn ngon chất lượng này là của bác thợ nấu ăn. Ngoài ra còn nhiều vật phẩm có giá trị mà bà con đã lấy tiền tiết kiệm mua và donate cho mình. Vậy nên cho dù có nhảy xuống dầu sôi lửa bỏng thì mình cũng sẽ không để cho bà con thất vọng đâu. Ui, mình đang ở đâu đây? Sao mấy con mắt này nó nhìn mình chầm chầm vậy? Đó, chắc thấy mình đẹp trai nên chúng tiếng sét ái tình rồi. Ok, kể nón ra rồi đó, nhìn cho đã đi nha. Mới cắt tóc 50 ngàn ngày hôm qua luôn. Ui, bác dân làng. Bác là bác dân làng thám tử mà bà con gửi theo để hỗ trợ con đúng không? Tưởng ổng sợ, ổng trốn rồi chứ. Rồi bác thám thính được cái gì ở đây rồi hướng dẫn con đi. Vậy ra là đồng bọn của con rồng mập đã xâm chiếm hầu hết Nether và chia thành nhiều khu vực cai trị khác nhau. Mỗi nơi này đều có những sinh vật kỳ lạ đang sinh sống. Và bằng mọi cách chúng ta phải tìm ra nơi ẩn nấp của hai tên trùm đồng bọn của con rồng mập và tiêu diệt chúng. Ủa rồi tự nhiên bác cho con cây kèn này chi vậy? À là con thổi vô cái này là bác xuất hiện á hả? Ủa mà bác còn có con mắt à, có thấy đường quýnh lộn không? Rồi, có gì con gọi. Nhớ để ý điện thoại nha. Bật chế độ chuông lên. Chứ để đụng chuyện ta gọi là không thấy đâu đi. Như vậy theo lời bác thám tử á, là mình có 3 tên trùm cần phải tiêu diệt. Một là con rồng mập và 2 đứa đồng bọn của nó. Nhưng nghe đồn tụi nó mạnh lắm, nên việc đầu tiên mình cần làm á là cần trà trộn và chôm đồ của tụi nó. Wow, một cái rương Ender. Trời ơi, cái rương này nó biết liếc mắt đưa tình mấy bạn ơi. Nè, anh Kana đẹp trai này dòm đi rồi cho anh đồ. Wow, vậy là nó bị mê hoặc bởi nhan sắc của mình rồi. Chà, nó cho mình một cái quần bảo vệ khỏi lửa 4, một cây kiếm Obsidian. Trời ơi, dữ à. Ôi, con rồng. Trời ơi, mình bị con rồng phát hiện rồi. Mình chưa sẵn sàng để quýnh lộn với nó mấy bạn ơi. Còn cây cúp này cho mình khả năng đào nhanh. Chưa gì hết, thấy khởi đầu ok rồi đó. Ủa, đây là những cái quặng gì ta? Trông nó giống thạch anh tím. Ui, đây là phôi enderite. Nó có xịn sò không ta? Sao nằm lộ thiên dữ vậy? Thường thường mấy cái dỏm dỏm nó mới cho nhiều vậy nè. Lấy một ít gỗ làm cái bàn chế tạo. Ui, nó có thể sử dụng để chế tạo giáp. Ui da, cái con rồng mập nha mày, tao chưa kiếm chuyện với mày nghe chưa? Đồ cái thứ cọng rắn cắn gà nhà. Đợi tí xíu đi, tao có đồ VIP rồi tao chẻ mày cho mà coi. Chà, tuy bộ đồ này mặc vô trông có vẻ đẹp và cứng cáp, nhưng mà nó còn ít giáp hơn bộ đồ của bác thợ rèn cho mình nữa. Đúng là đồ kém chất lượng. Ui, bên đó là cái cục gì mà đen thui vậy? Ui, Kumina. Trời ơi, một con Enderman. Trên đầu nó có cái vòng gì vậy? Ủa sao mình chém nó không được? Không xong rồi. Mình bị hiệu ứng bóng tối rồi. Không thấy đường quýnh lộn luôn. Trời ơi, mới có con Enderman nhỏ bé thôi mà đã lợi hại như vậy rồi đó hả? Không ổn rồi. Từ giờ trở đi cái mặt phải song song với bầu trời mới được. Chứ dòm tầm bậy tầm bạ mấy ảnh đấm mình không trượt phát nào luôn. Ui, trên đó có một cái rương.
dưới đây nữa. Tánh mình á thì không thích trộm cắp đồ của người ta đâu. Chà, toàn đồ xịn. Ồ, dưới đây còn nữa. Ôi, chà, thì ra là mày chọn cái chết. Đồ cùi bắp, người ta thích đi dưới đất mà nó cứ bắt người ta bay. Wow, một cái quần kim cương. Đổi nha. Tiếp tục dọn dẹp nào. Ôi, anh mày không thích bay. Anh đã nói rồi, cho xin ít tiền ngày mai đi học. Ừ, cho mấy bé bọ. À à, thì ra tụi con chọn cái chết. Một chém cháy đèn. Wow. Ui, cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi, sao dưới đất có mấy hàm răng chỉ lên vậy trời? Con nọ này muốn kiếm mối đúng không? Cao quá chui vô đây đâu có được đâu mà bính lộn. Đã già đen rồi còn xăm mình nữa. Ui da, đứng xa xa chút xíu, con rồng này mắc tình quá mấy bạn ơi. Còn đây là con gì vậy? Hình như là một con thằng lằn. Trời ơi trời, nó biết bài luôn mấy bạn ơi. Thôi, nó không kiếm chuyện với mình, tốt nhất đừng có kiếm chuyện với nó. Bên đây có vẻ nhiều rương nè. Rồi con mắt đó nó có cắn mình không ta? Nhảy xuống lẹ để con mắt nó phát hiện. Ui da, nữa hả? Ui, một đôi giày bảo vệ bốn. Một cái rìu voi. Còn cây cuốc này không thèm đâu. Phiền quá nha. Ở bên đây có rương không nhở? À, giấu trên đây đúng không? Ui da, cành gác gì mà đông dữ vậy? Có cái gì trong đây? Một cái xẻng thôi mà. Wow, xí lụm một khối vàng. Ôi, cái cúp này đào vàng không được mấy bạn ơi. Định bán khối vàng kiếm tiền mua bánh tráng trộn đãi mấy bạn mà xui rồi. Một cái rừng trống. Thêm một khối vàng nữa. Ủa rồi, vai trò của con mắt ở đây để làm cái gì ta? Mình đứng đây nãy giờ chơm hết đồ luôn rồi mà nó không thấy mình. Để kiếm mối với nó coi sao. Lèo lèo, đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Ồ, rồi bên đây là địa bàn của anh trai nào mà nhìn đáng sợ quá vậy ta? Tốt nhất là đừng có liếc mắt đưa tình với anh trai đó. Mấy cái con sờ lem màu tím này. Quất xa. Wow, một cái rương Ender. Hello, chúng ta lại gặp nhau. Nhìn cho kỹ đi Anna đẹp trai nè. Vân ơi, mở ra. Ui da, mỗi lần nó mở là mình muốn sàn chấn tâm lý vậy đó. Ôi, đây là một cái bẫy mấy bạn ơi. Không có chiến lợi phẩm nào hết trơn á. Hình như bên kia có một chiếc tàu đang lơ lửng. Thường thì trên những chiếc tàu này có nhiều chiến lợi phẩm lắm. Trời ơi, chưa gì hết mà đón tiếp nhiệt tình vậy. Chui vô đây núp ăn cục thịt cái đã. Úi, cái thuyền người ta chơi còn đánh rắm nữa, hình như mình hơi mắc lịch sự. Xin lỗi nha. Có gì trong rương? Hết thèm. Còn đây là những quặng gì sao nhìn cứng cáp quá vậy ta? Wow, đây là cát lóc vôi. Để xuống khu vực nhà bếp coi la liếm gì được nữa không. Trời ơi, giam con gì mà nhìn cái lòng đáng sợ quá vậy ta? Ui, một cái quần gì đó. Nhìn cái quần này giống cái quần Netherite nhưng màu nó hơi tím một chút. Ui, xịn vậy. Mình tăng thêm được 4 máu. Ngoài ra còn có khả năng kháng cự 2. Chà, lần đầu tiên mặc được cái quần xịn sò như vậy á. Ngày mai phải mặc cái quần này đi học thêm lấy le với cà rốt mới được. Giục cái quần này. Kiếm kim cương nhặt 3, bật lùi 2. Cây cúp hết nước chấm với hiệu suất 5. Rương bên đây. Chà chà, cái gì đây? Hình như là một cái búa. Wow, một cái búa thò mấy bạn ơi. Kha kha kha, bây giờ mình đã trở thành thần sấm Cà Na rồi. Đứa nào lì lì mình gói vô đầu nó. Nhưng mà để chết rừng xong cái đã. Mấy cái đồ Enderite này cùi bắp lắm mình không có xài đâu. Nhưng cái đồ voi này thì được. Ý cái áo kim cương bảo vệ 4. Đổi nha. Rương cuối cùng. Hình như là một cây rìu. Chà, tuy có hơi nữ tính một chút nhưng nó cho mình khả năng hồi máu hay. Tới công chuyện, tới công chuyện. Có cây rìu này trong tay mình sẽ không còn sợ chết nữa. Anh nói
nói thiệt chứ không phải đùa với mày đâu. Ủa cái ông bác thám tử đi đâu mất tiêu rồi? Để triệu tập ông về mới được. Đây rồi, hiện tại con đã tìm được một số trang bị xịn sò và cũng khá tự tin để đi đấm lộn với mấy con trùm rồi đó bác ơi. Rồi rồi, con rồng ở bên đó con thấy rồi. Ổng kêu trong ba con trùm thì con rồng yếu nhất. Vậy thì mình sẽ sơi tái nó đầu tiên. Anh sợ mày quá à. Từ nãy giờ thấy hổ không gầm cái tưởng rừng xanh vô chủ. Dầm ba cái trụ này, sao làm khó được khả năng thiện xạ của anh. Đây là mấy cái khối gì vậy? Nhìn nó giống mấy cái khối xếp hình. Thôi đem về trang trí bàn học cũng được. Yeah. Cọng rắn cắn gà nhà, quánh hồng lại kéo đồng bọn. Thiên Lôi sẽ dòm ngó mày. Ủa con rồng nằm bên kia mà búa ơi. Làm lại. Hay. Ủa alo, thật hoài vậy ta. Không ấy mình tới kế bên mình gõ luôn đi cho nó chính xác. Mày nè, đậu xuống đây. Để coi mày chạy đi đâu. Mình bắt đầu quế tèo cái búa này rồi đó nha. Không xài búa nữa, hai điều. Trời ơi, cái điều này chặt mạnh dữ. Ủa alo, chắc tao bán dây chai cây búa này luôn quá. Thổi cái gì mà thổi. Ây cha. Lèo lèo. Cái vậy từ đầu dùng cái rìu này đun cho nó lẹ. Cầm cái búa này ngựa ngựa chi không biết nữa. Bác ơi, con làm thịt con rồng rồi. Bác dẫn con tới tên trùm tiếp theo đi. Con bị mắc bánh lộn quá rồi. Ủa, ông đưa mình tới đây rồi, ông chuồn đâu mất tiêu rồi. Ông nội nó đúng dần chết nhát luôn. Ui dạ. Ui 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 ui, mấy cái con gì vậy? Cu Minh Na. Chắc là mấy thằng đàn em của tên trùm rồi. Nói gì nói chứ phải chơm đồ cái đã rồi tính tiếp. Một cây kiếm khá lạ. Một cây kéo hả ta? Đổi cây kiếm này, lấy cây kiếm này. Chà, cây kiếm này nhìn thoáng qua giống làm bằng thủy tinh. Ui. Chà, cũng có tiệt chiêu đồ ha. Ôi, cái rương Ender vừa mở ra mà không có cái gì hết trơn vậy. Thêm một cái rương nữa. Mở ra. Wow. Ôi, mình chưa kịp lụm nó tha đi mất tiêu rồi. Vậy là phải nhanh tay lên thôi. Mở ra. Quế tèo thiệt chứ. Có một luồng ánh sáng từ trên rọi xuống. Ở trên đó ai xài đèn pin công suất cao vậy ta? Toàn những thứ mình có rồi. Mà đây không phải là một cây kéo mấy bạn ơi, mà là một cặp dao găm. Dữ à. Mở ra. Chà, thì ra đây là cái thổi phôi. Gom nhiều nhiều tí nữa chế đồ mạc. Ai rọi đèn pin xuống đây hơi chói mắt à nha. Không biết thanh niên nào chảnh mà mất lịch sự ghê. Để anh mày đem rìu lên chẻ mày ra từng mảnh nè con. Ui ui ui. Đứa nào vừa quánh lén mình vậy? Kẻ địch ở trong tối, mình đứng ở ngoài sáng, không biết đâu mà lường. Đó đó. Ui ui ui. Thì ra cái thằng đầu trâu này bè lũ tay sai của tên trùm đúng không? Tụi bay lủi ra hết đây. Tao ký vào đầu tụi bay hết. Ui ui ui, mình bị choáng rồi. Hình như tụi nó cho mình uống rượu bia thì phải. Chưa có đủ tuổi mấy anh ơi, không nhậu đâu. Sợ quá sợ quá. Ui trời ơi, ý đâu hiếp yếu. Biến ra quánh mình cái rồi chạy mất tiêu. Chơi gì kỳ vậy mấy anh trai? Thôi thôi, rời khỏi chỗ này liền. Đã nói không chơi nữa mà. Bên đây có một cái rương. Mình có cái quần rồi, thêm một đôi giày nữa. Ui, cái gì vậy? Trời ơi, mượn mang đỡ tí xíu thôi, làm gì căng dữ vậy mấy anh trai? Cu Minh Na. Trời ơi, ý đồng hiếp yếu. Mang đôi giày vô liền. Mình để ý là tụi nó cứ cố ngăn cản mình lên phía trên đó. Không biết là nó bảo vệ ai ở trển ha. Cho dù là ai thì anh mày cũng phải lên cho bằng được.
Biểu diễn chi xém nó té cắm đầu luôn. Chà, cuối cùng cũng lên tới nơi. Ủa, có thấy con quái vật nào ở đây đâu? Không lẽ ông thám tử này báo tin giỡn ta? Ừ. Hình như cái hộp này nó mới rung. Bộ có ai bị nhốt ở chổng hả ta? Nếu có ai ở chổng thì hãy gửi tín hiệu SOS. Rồi rồi, để anh cứu cho. Ủa, cái dây xích này cứng quá. Thôi ở chổng luôn đi nha. À, thì ra là để mở khóa được cái hộp đó thì mình cần bỏ con mắt Ender vào cái ổ khóa này. Đúng rồi, đúng rồi. Wow. Yeah. Gì vậy? Kumina! Trời ơi! Mình cứu nó ra mà nó bắn mấy con mắt vô người mình! Đúng là đồ ăn cháo đá bát! Ủa? Thằng này là thằng Boss Ender mà! Trời ơi! Mình tưởng nó là tù nhân mình cứu nó! Rồi rồi! Chơi ngu rồi! Chơi ngu rồi! Bài hả mày? Chạy đâu cho thoát? Sao mình bắn nó không xuống máu vậy? Ui da! À, thì ra là mày nhận sức mạnh từ những con mắt đó. Giống con rồng mập đúng không? Lèo lèo. Trời ơi, nó như mấy bài thả mềm vậy đó. Tao có kỳ điều hồi máu nè, không sợ mày đâu. Đánh ngược lại nè. Kha kha, còn một trụ cuối cùng. Đừng giỡn mặt với tài thiền xạ của anh. Trong xóm anh là trùm luôn á. Không còn cây xoài nào sống sót với anh được đâu. Đánh bật lui nè. Thả mấy con mắt xuống đây. Chạy đâu cho thoát. Biến đồ ghê ha. Nhìn thẳng vô mắt anh mày nè. Tuy mắt anh hơi lé nhưng không có vấn đề về quang học đâu đó nha. Đứng yên một chỗ được không? Đừng có lúc lắc được không? Yeah, nó đã bị mình tiêu diệt rồi. Alo. Ui, Kumina, nó chưa có chết mấy bạn ơi, mà nó biến đổi thành một phiên bản khác ghê gớm hơn nữa. Hãy đỡ dao găm của anh mày đây. Trời ơi, nó rọi cái tia là dè xuống ghê quá. Còn mày đặt làm cái hàng rào nữa, ai mà thèm chạy. Ui da. Hình như mỗi lần biến đổi nó lại càng mạnh hơn thì phải. Nhảy xuống đây quýnh lộn nè. Chơi mà ở trên đầu người ta chơi xuống không vậy? Mày không chịu xuống thì để anh mày lên. Sợ, sợ mày quá cơ. Trời ơi, nó thổi bởi mấy cục đá của mình luôn. Lợi hại dữ. Trời ơi, cây cung sức mạnh 5 mà bắn nó như mũi chích inox vậy đó. Yeah. Chịu gì nói. Ui da. Cái gì vậy? Ôi ôi, Kumina, nó ăn thịt mình mấy bạn ơi. Ôi 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 ôi. Trời ơi, nó lại biến đổi nữa rồi. Trời ơi, bây giờ nó biến thành con gì vậy? Chơi mà chơi xô người ta. Mình phải chạy vòng vòng nó mới được. Nó đang tìm cách xô mình xuống dưới đây. Đã đầy chật hẹp rồi mà cứ chơi đẩy hoài. Đừng có chơi trò con nít nữa được không? Rốt cuộc mày là cái con gì vậy? Sao lưng nè. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Ui. Kha kha kha. Cây trượng gì đây mà sáng lóa đẹp dữ vậy? Hình như đây là vũ khí của con boss. Trời ơi, mạnh dữ. Bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ im ở chổng đi nha. Không có ngu nữa đâu, đừng có dụ. Công nhận cái con quỷ này nó khó nhằn thiệt mấy bạn ha. Có cây trượng này trong tay mình sẽ tự tin đánh với tên trùm còn lại. Để mình gọi xe ôm tới đưa mình đi. Trời ơi, quýnh lộn mệt quá, hết hơi thổi kèn rồi mấy bạn ơi. Yeah, chào bác. Con lụm cái con trùm một mắt đó rồi. Bây giờ bác đưa con tới thằng cuối cùng đi, con làm nó luôn. Trời ơi, có gì đâu mà khen. Con còn lấy được vũ khí của nó nữa nè. Mấy cái thằng lơm cơm đó con quýnh nó có đổ giật mồ hôi nào đâu.
Ui, ui, trời ơi, bác đưa mình đi đâu vậy? Sao vừa tới nay đánh còn té tách vậy bác ơi? Trời ơi, ông chạy mất tiêu rồi. Cái ông nội này, xe ôm vậy là chết tôi rồi. Đánh giá một sao cho mà coi. Bớt múa lại đi nhóc con. Dâm ba cái thằng bị cấm sân. Trời ơi, trời, mình bị tụi nó cho ăn hành luôn mà cái ông thám tử ông đứng ông múa. Ủa rồi giờ kiếm tên Trầm ở đâu vậy bác? Tránh ra coi mấy cái con dời bài này, chỗ người lớn đem nói chuyện. Lì nè. Tao nướng tụi bay hết luôn. Không thấy trong tay tao cầm cái gì hả? Rồi, ok. Xong việc của bác rồi đó. Đi khỏi tầm mắt con giùm cái đi. Đừng có đứng đó nhảy nhảy nữa. Đã còn có một con mắt mà muốn làm idol top top hả? Trời gì trời hoài vậy? Phải ra khỏi chỗ này mới được. Theo lời của bác thám tử là mình phải khởi động được ba cánh cổng thì mới dụ con boss nó xuất hiện được. Rồi cổng ở đâu mà sao tàn thấy địch không vậy? Canh gác cái gì mà canh gác? Chắc đây là cánh cổng của bác thám tử đề cập tới rồi. Còn hai cánh cổng như vậy nữa. Ui, lũ tay sai này sao phát hiện mình ở đây hay vậy? Không lẽ ở đây nó có gắn camera ta? Hello. Một cái đường Ender nữa. Wow. Một cây kiếm voi. Chà chà. Dữ à. Với một cái thằng sợ chết như mình thì một cây kiếm dịch chuyển tức thời này rất có ích à nha. Hai cánh cổng còn lại chắc nằm ở các tòa nhà bên kia. Tiến lên. Đố mấy anh bắt được em. Nói về chạy nhanh, em số 2 không ai số 1 đâu. Cọc cọc NNN. Lêu lêu. Cút xa. À, cánh cổng đây rồi. Đã mở được hai cổng, còn một cái cổng cuối cùng. Tránh đường. Wow, trên đây nhiều rương dữ. Ui, cái áo xịn. Đen thui tùi lùi luôn. Còn thiếu mỗi cái nón nữa là full set. Cánh cổng còn lại chắc ở hướng bên kia. Chạy lẹ. Đố mấy anh bắt được em. Ui, đừng lo mấy đứa ơi. Anh sẽ cứu mấy đứa ra. Cái lồng này được làm bằng cái gì mà cứng dữ vậy? Trời ơi, dễ thương ghê không? Mà giờ anh đập cái lồng này không được phải làm sao? Ripper ơi, sao con không chịu nổ đi? Mà không biết tụi này bắt mấy động vật vô đây để làm chi nữa? Trời ơi, bây giờ phải làm sao để cứu mấy bé gấu trúc ra đây? Thôi mấy đứa chịu khó ở đây nha. Dù gì anh thấy ở đây cũng rộng rãi thoáng mát á. Chúc mấy đứa một ngày vui. Kha kha, cánh cổng đây rồi. Ui, năng lượng tập trung hết về khu vực bên đó. Không lẽ là con chùm sẽ xuất hiện ở nơi đây? Tiến lên. Trời ơi, nhìn như siêu bão cấp 7, cấp 8 vậy đó. Không biết lần này mình phải đối diện với con gì nữa đây. Lộn được không? Thả mấy nhóc ra đây làm chi vậy? Tao có kỳ trưởng pháp thuật nè. Chết mày đi. Không ổn rồi. Trời ơi, cái chân của nó bự bằng cái thây của mình luôn. Tay làm gì dài dữ vậy? Rồi. Chóng mặt mắt ói rồi. Vô trường thần thế với ai vậy? Trưởng pháp thuật. Ỉ tay dài ngon hả? Ui, nó làm cái gì vậy? Kumina. Hả họng ra, anh chẻ vô họng mày nè. Nó cao quá chém không tới. Chặt vô cái giò nó.
đồ con ba mắt xấu xí. Hả hồng ra lần cuối đi nè. Chết đi. Hả? Alo, chết chưa vậy nhỏ? Ui 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 ui. Ui, hình như là một cây búa. Còn đây là cái đầu của con Ender hồi nãy. Ui, cái này không phải cây búa, mà hình như là một cái găng tay. Wow. Mạnh dữ, quá trời đồ có giá trị luôn. Gom hết mớ này bán về chài tha hồ có tiền mà đi học. Như vậy á là mình đã không phụ lòng bà con trong làng. Từ nay tụi nó hết dám tác hoài tác quái nữa rồi. Bây giờ mình phải về báo tin vui cho bà con, chứ để bà con không biết ở nhà làm đám giỗ cho mình rồi đó. Bye bye, chúc mấy bạn một ngày vui.